Chào các bạn, mình là Lê Hoàng. Thì hiện tại Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Thì hôm nay Hoàng làm clip này để hướng dẫn đến các bạn cái cách để mà hiệu chỉnh con sao cạc Icon Obot Pro, cũng như là cái cách mà lắp đặt và nối dây giữa sao cạc với lại máy tính hoặc là điện thoại của mình, dùng để hát live, live stream, karaoke, thu âm, vân vân. Thì bây giờ Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn về các phím điều chỉnh ở trên con sao cạc Icon Obot Pro này. Thì đầu tiên các bạn nhìn ở trên này, nó có 2, 4, 6, 6 cái nút bấm như thế này. Thì bây giờ Hoàng sẽ nói sơ về 6 cái nút này. Đầu tiên các bạn, đây là cái nút mà có để là 48V. Thì đây sẽ là cái nút mà dùng cho những cái micro nào mà hỗ trợ nguồn 48V. Thì chúng ta không cần phantom luôn, chỉ cần gắn micro trực tiếp vào trong cái cổng micro rồi chúng ta nhấn cái nút này thì nó sẽ có 48V cho chúng ta, rất là dễ. Tiếp theo, cái nút voice over này là cái nút mà dùng để cho những bạn nào mà làm MC á, thì mình sử dụng nút này. Rồi tiếp theo, bên này nó có là input to PC, có nghĩa là cái âm thanh đầu vào máy tính của các bạn khi các bạn thu âm trên các phần mềm Cubase hay là FL Studio vân vân. Thì nó có cái nút là mic with DSP, có nghĩa là sao, là khi các bạn nhấn vào cái nút này á thì tất cả những âm thanh đầu vào nó sẽ mang theo giữa nhạc rồi tiếng hát chúng ta, rồi tất cả những cái hiệu ứng echo trên này nó sẽ đưa vào trong máy tính chúng ta hết đó. Còn khi chúng ta nhấn cái nút mixing này á thì sao đây, thì nó sẽ trộn giữa tiếng hát của chúng ta và nhạc beat vào khi chúng ta thu âm. Còn nếu mà chúng ta không nhấn nút này á thì nó chỉ có tiếng hát của chúng ta thôi, chứ nó không có tiếng nhạc beat. Thì lúc đó chúng ta sẽ chèn nhạc beat từ trên mạng hoặc YouTube vào đó, rất là đơn giản. Rồi hai nút này tương tự, nó có là output select, nghĩa là chọn cái kiểu đầu ra của âm thanh. Thì sao đây, nó có cái nút là direct out DSP, có nghĩa là khi mà cho ra âm thanh á, nhấn vào cái nút này á thì nó sẽ vừa có tiếng hát của chúng ta, nhạc, rồi tất cả những cái hiệu ứng này nè nó sẽ ra hết đó. Còn khi mà chúng ta nhấn vào cái nút mà direct out này nè thì sao đây, nhấn vào thì chỉ có mỗi cái tiếng nhạc không thôi, nó không có cái tiếng micro, cái tiếng mic mà chúng ta hát. Rồi tiếp theo các bạn nhìn ở đây, nó có các cổng như thế này, thì là cổng guitar. Thì tương tự ở đây nó sẽ có cái nút âm lượng dành cho cái cổng này đó, lớn nhỏ thì chúng ta sẽ chỉnh như thế này. Rồi tương tự đây nó sẽ có là hai cổng mic, thì trên này nó cũng có là hai cái nút điều chỉnh cho hai cái cổng mic này, thì mình chỉnh lớn nhỏ tùy theo cái sở thích của các bạn. Rồi tương tự ở đây nó sẽ có là hai cái cổng dùng cho tai nghe, thì tương tự ở đây nó cũng có hai cái nút điều chỉnh âm lượng cho tai nghe nè đó, thì mình cứ chỉnh rất là đơn giản. Rồi tiếp theo thì bên này nó sẽ có ba cái phím điều chỉnh. Thứ nhất đây sẽ là cái phím chỉnh tiếng chép, các bạn cứ chỉnh. Rồi đây sẽ là giọng trung nè, rồi tiếp theo là tiếng bass của mình nè, các bạn cứ chỉnh xong mà nghe hay phù hợp là được. Rồi tiếp theo bên này thì nó sẽ có là ba nút. Hai cái nút này khởi động khi chúng ta bật cái nút này là chế độ MC nè, bật nút này lên thì chúng ta sẽ sử dụng hai nút này. Cái nút này nó ghi là voice over amount, có nghĩa là sao đây, khi các bạn bật chế độ MC lên thì chúng ta vặn cái nút này nè đó, thì nó sẽ có tác dụng là làm cho cái tiếng nhạc của chúng ta nhỏ lại tùy theo cái mức bạn vặn. Ví dụ bình thường là nhạc là 100% thì bạn chỉnh cái này nè đó, thì nó sẽ còn là 40%, 50%, 60%, 70%, 80% gì đó, tùy theo các bạn sở thích của các bạn. Rồi tiếp theo cái nút này thì sẽ là, nó có là voice over speed, là cái tốc độ của cái tiếng nói của chúng ta. Thì như thế này, khi các bạn nhấn cái nút này rồi á thì chúng ta sẽ chỉnh cái nút này nè, thì tùy theo cái lượng bạn chỉnh thôi. Bạn chỉnh ở đây á thì sao đây, giả sử như là cái tiếng nhạc của chúng ta đang hát như vậy thì khoảng bao nhiêu giây đó thì nó sẽ nhỏ xuống từ từ từ, thì tùy vào cái nút chỉnh này. Thì hai cái nút này sẽ ảnh hưởng tới cái nút voice này, cái nút MC này đó, rất là đơn giản các bạn. Rồi tiếp theo đây sẽ là cái nút mà âm lượng tổng của chúng ta, master các bạn, âm lượng tổng. Và cuối cùng đây sẽ là cái nút chỉnh echo. Thì echo trên này nó có 72 hiệu ứng echo trên này nè, nó có ghi sẵn hết rồi. Thì tùy theo bạn thích cái nào thì bạn
cứ vặn ở đó và nhấn vào. Ở bên này thì nó có cái đồng hồ hiển thị nè, thì nó sẽ có cái số eco trên này nè, thì bạn cứ coi thích cái nào thì nhấn xuống, lúc này có thể vừa vặn và vừa nhấn luôn, vặn xong nó sẽ nhảy số và nhấn vào thì ok là xong. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà đấu dây vào. Rồi thì đây nó sẽ có hai cái cổng 6 ly, thì mình sẽ gắn sử dụng thêm một cái cục này, mình sẽ ghim vào đó. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mic. Rồi micro thì bên Hoàng sẽ sử dụng là cái mic NW700 độc quyền bên Hoàng. Ghim vào đây. Rồi bên này tai nghe sẽ ghim vào đó. Rồi như thế này chúng ta sẽ được micro và tai nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy nguồn cho con sao kẹt này. Thì nó có hai cái loại dây nguồn, thì một loại là dây cắm trực tiếp vào trong nguồn điện của chúng ta 220V, thì ở đây Hoàng không dùng cái đó mà Hoàng sẽ dùng cái này, mình sẽ cắm vào đây. Rồi đầu còn lại thì Hoàng sẽ cắm vào trong laptop. Rồi khi các bạn mà muốn hát livestream hát live thì chúng ta sẽ bật bốn nút này lên đó, thì cái nút này là lấy hiệu ứng nè, được chưa các bạn? Lúc này sẽ trộn tiếng hát chúng ta với nhạc vào nè, rồi đầu ra là có hiệu ứng nè, rồi đầu ra là có tiếng mic của chúng ta luôn đó, chúng ta sẽ nhấn vào thì như thế này. Rồi đơn giản ở đây thì có các chế độ echo nè, thì chúng ta cứ chọn chọn thấy nào thích thì chúng ta sẽ nhấn và giữ lại cái echo đó. Rồi rất là đơn giản, ở mặt sau thì chúng ta chỉ cần kết nối dây nguồn vào, thì ở mặt sau này á nó có thêm đây là hai cái này là dùng để lấy nguồn nhạc từ điện thoại nè. Rồi ngoài ra thì khi chúng ta livestream á thì chúng ta có thể ghim vào trong cái lỗ này, rất là đơn giản. Rồi thì Hàng sẽ lấy nguồn nhạc từ điện thoại, Hàng sẽ ghim cái dây này vào đó, rồi cái dây còn lại này thì Hoàng sẽ ghim vào trong cái điện thoại đó, điện thoại của chúng ta, để mà lấy nguồn cho cái icon này. Rồi bây giờ tiếp theo thì Hoàng sẽ sử dụng cái dây MA2 này để livestream. Thì để livestream được thì một đầu màu hồng này Hoàng sẽ ghim vào trong trong cái lỗ này phía sau ở đây nè. Rồi và cái đầu còn lại này thì Hoàng sẽ ghim vào trong cái điện thoại livestream của chúng ta đó, rất là đơn giản. Rồi thì như vậy thì chúng ta đã kết nối xong cái sao kẹt Icon Pro với lại máy tính nè, rồi để livestream rồi lấy nguồn từ điện thoại nè, rất là đơn giản các bạn. Đó thì làm theo cái cách này thì chúng ta có thể livestream được và hát karaoke, hát live, thu âm rất là hay. Rồi thì hiện tại bên Hoàng đang cung cấp sỉ và lẻ các dòng sao kẹt thu âm micro, thì đặc biệt là micro NW700, thì bạn nào yêu thích thì có thể liên hệ với Lê Hoàng qua số điện thoại là 098 97 37 960 để được tư vấn. Rồi các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của Lê Hoàng nhé, để nhận được những cái clip hay mỗi ngày. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.